Listen to me now. Kim thính, hiệu quả cho người ù tai, nghe kém, điếc tai và kêu trong tai suy giảm thính lực. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Trên story Instagram, Karik đã khoe đoạn clip anh miệt mài tập gym tại nhà bằng những bài tập khá nặng như squat với tạ, tập tay, thể lực. Có lẽ như sau lần bị thỏ đen đánh úp bằng một tấm ảnh lộ bé mỡ thân thương, Karik đã quyết tâm phục thù. Nhìn sự kiên trì của nam rapper, bộ đôi thỏ rừng hãy đợi đấy và có lẽ nên chuẩn bị sẵn sàng vì Running Man Việt Nam vẫn còn 5 tập cuối chưa quay hình. Do đó, Karik lấy lại phong độ, chân cũng khỏe hơn thì thỏ đen thỏ trắng sẽ tới công chuyện. Trong khi đó, chị em Lan Ngọc, Thúy Ngân lại tiếp tục tấu hài trên TikTok. Nhưng lần này, hai bóng hồng xinh đẹp đã bật mút đáng yêu, không lầy lội như trước đó. Cả hai chị em ngồi trên xe, hào hứng bắt trend với biểu cảm hài hước. Đặc biệt, clip còn có sự xuất hiện của cameo xịn là Jun Phạm cùng nhanh chóng hòa nhập với Liên Minh Nữ Quyền. Ở phần bình luận, fan không khỏi thích thú vì độ ăn ý và hài hước của hai bóng hồng xinh đẹp từ Running Man Việt Nam mùa 2. Trước đó, đây cũng là hai thành viên chăm chỉ quay clip TikTok cùng nhau nhất trong dàn cast khi sang Hàn Quốc ghi hình. Còn với thỏ đen, có lẽ sau hơn 2 tuần miệt mài nhảy khắp nơi thả ảnh gym của dàn cast, đã tạm nghỉ vài ngày nên anh đã chuyển sang đăng ảnh đẹp đổi không khí. Nam anh em siêu nhân, Ngô Kiến Huy viết, và biết đâu, năm thành viên này sẽ hợp sức để xé bản tên Giang Ca, lẫn bộ đôi người năng lực Trương Thế Vinh, Ly Bịch Phát. Chỉ còn 3 ngày nữa, Running Man Việt Nam, chơi là chạy sẽ chính thức lên sóng. Trong đoạn trailer do ekip sản xuất tung ra, các fan đã phát hiện một chi tiết thú vị là Thúy Ngân đã tung chiều độc và Trương Phạm là nạn nhân đầu tiên. Là thành viên mới trong đội hình năm nay, Thúy Ngân được dàn cast ví như trâu nước. Hé lộ cô nàng có sức mạnh phi thường chẳng kém gì các thành viên nam. Nữ diễn viên cây táo nở hoa trong một nhiệm vụ, còn dọa cắn đồng đội chỉ để giành chiến thắng. Cụ thể, trong một trò chơi đá banh, Thúy Ngân có vẻ là người giữ khung thành. Khi đang ôm banh, nữ diễn viên đòi cắn một nhân vật và sau khi người đó hét lên, Ngân cắn tôi, khán giả dễ dàng nhận ra đó là Trương Phạm. Không chỉ mạnh về thể lực, Thúy Ngân còn có nhiều chiêu độc nên dàn cast phải cẩn thận hơn rồi. Trong đoạn trailer, khán giả còn cực kỳ thích thú khi thấy hai bóng hồng Lan Ngọc, Thúy Ngân chơi hết mình cùng đồng đội, chẳng còn quan tâm đến hình tượng ngọc nữ. Tại Hàn Quốc, dàn cast chương trình lắm lem bùn đất vì thực hiện thử thách, Lan Ngọc còn bị đồng đội kéo lê giữa buồng. Bên cạnh đó, Lan Ngọc bất ngờ bật mí việc danh mới của mình trong chương trình. Từ trước đến nay, nữ diễn viên được biết đến với đủ nickname, từ ngọc nữ cơ hội, bé nọc, bé mèo, thì nay cô nàng lại có thêm tên gọi mới là bé nớt. Chuyện là mới đây, Lan Ngọc khỏe ảnh sống ảo với dòng trạng thái tâm trạng. Nếp nhăn từ bé nớt, nhiều lắm rồi. Nữ diễn viên tự xưng là bé nớt, khi fan ruột cũng cảm thấy khó hiểu. Muốn biết bé nớt có nghĩa là gì thì hãy cùng xem Lan Ngọc giải thích. Lan Ngọc giải thích rằng, bé nớt là nữ hoàng nâu nớt. Năm nay Ngọc tin tưởng anh em quá. Với những kinh nghiệm từ mùa 1, Ngọc nữ cơ hội có chắc vẫn còn non nớt trong mùa 2. Tối 15 tháng 9, ekip Running Man Việt Nam đã tung ra một đoạn clip hậu trường với màn đối đầu giữa Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Clip mở đầu bằng loạt khoảnh khắc Trương Thế Vinh với body 6 múi thể hiện khả năng bơi lội, đồng thời khẳng định mình đã trở thành voi biển siêu cấp 2. 5 ngày nữa thôi, màn trình diễn xé bản tên toàn đội sẽ xảy ra, Trương Thế Vinh chia sẻ. Nghe Trương Thế Vinh ba hoa dưới hồ bơi, Thúy Ngân ngồi trên bờ lập tức cà khịa, bớt nổ đi, này voi biển, hãy bơi một vòng cho ta thưởng lãm sữa chua thiệt ngon. Mặc dù bức xúc vì bị xem như thú cưng, nhưng voi biển vẫn thể hiện mình là một người ga lăng khi làm theo lời Thúy Ngân. Kèm theo đó, cô bé lực điền lập tức bị Trương Thế Vinh trừng phạt, đẩy xuống bể bơi. Nam diễn viên còn cảnh cáo, các thành viên hãy coi chừng đó. Ngay sau đó, Thúy Ngân cũng không vừa, phản đam ngay lập tức khi kéo chân Trương Thế Vinh xuống nước. Trước đó, Thúy Ngân từng chia sẻ, cô sẽ chơi hết mình, không hề dè chừng ai kể cả Trương Thế Vinh, nhân vật mạnh nhất trong dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2. Điều này được cô bé lực điền thể hiện trước khi chương trình lên sóng, với màn dìm hàng bất chấp khiến Trương Thế Vinh méo mặt. Về phần voi biển, anh cũng từng khẳng định, năm nay sẽ xé hết không trừ một ai trong dàn cast. Tuy nhiên, anh nhận định Thúy Ngân rất mạnh, có thể vác được vài bao gạo. Trương Thế Vinh đã rút ra kinh nghiệm sau mùa 1, nhưng liệu với Thúy Ngân, Trương Thế Vinh sẽ đối phó ra sao? Sau đoạn clip Thúy Ngân, Trương Thế Vinh xử đẹp nhau, ekip Running Man Việt Nam chơi là chạy tiếp tục tung ra loạt ảnh hai bộ đôi đáng gờm của chương trình là Trương Thế Vinh, Liên Bệnh Phát và Thúy Ngân Lan Ngọc. Trong ảnh, bốn nhân vật này đều cười toe toét, có vẻ như vừa xé được bản tên của những thành viên còn lại. Đặc biệt, Lan Ngọc được fan thả tim liên tục vì quá đáng yêu, nhưng ngay đến cả chính chủ là bé nớt cũng không nhớ nổi vì sao hôm đó lại cười tỏa nắng như thế. Tuy nhiên, có vẻ như fan đã quen với loạt ảnh diêm hang của dàn cast nên bây giờ bỗng cảm thấy không quen. Ở phần bình luận, fan liên tục treo hai bộ đôi đáng gờm này,
chị Ngọc vừa bị xé bản tên. Bảo đảm, nụ cười thật bất lực. Ngọc bị xé chắc luôn. Chúng tôi đã quen với hình diêm, nhưng cái này cười quá không quen. Trong Running Man Việt Nam chơi là chạy, Trương Thế Vinh, Liên Bệnh Phát và Lan Ngọc Thúy Ngân được xem là hai trong số những cặp đôi mạnh đáng gờm. Voi Biển và Bé Bệnh đã giữ danh hiệu người năng lực, còn cặp chị em Ngọc, Ngân sẽ làm liên minh rất vững chắc vì quá ăn ý với nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu chưa? Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!